trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn những thông tin toàn cảnh về chiến dịch Hồ Chí Minh tháng tư năm 1975 kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam mùa thu năm 1974 Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam họp phân tích tình hình Nam Việt Nam Đông Dương và thế giới thế giới tư bản chủ nghĩa đang bị lung lay trong cơn khủng hoảng và tình hình này đã giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế Sài Gòn một nền kinh tế sống dựa vào viện trợ nước ngoài Lúc này cũng đang gặp khó khăn trầm trọng, khủng hoảng đã trở thành mối lo chủ yếu của Mỹ. Tại Mỹ, xung đột giữa chính phủ và quốc hội đã lên tới cực điểm với vụ bê bối Watergate, một vụ bê bối đã dẫn đến sự sụp đổ của Nixon. Nếu Kissinger vẫn còn được giữ ở nguyên vị thì tân tổng thống Gerald Ford từ nay sẽ phải chịu sự giám sát chặt chẽ của quốc hội, mà quốc hội thì kiên quyết từ chối mọi cuộc phiêu lưu mới ở Việt Nam. Chứng cứ là tháng 8 vừa qua. Khi Nixon xin Quốc hội cấp một khoản viện trợ quân sự cho chế độ thiểu, Quốc hội đã cắt giảm tới một nửa. Sự cắt giảm này đã hạn chế sức mạnh hỏa lực của quân đội Sài Gòn và từ nay họ sẽ phải đương đầu với những khó khăn lớn về vấn đề hậu cần. Ở Lào, hình hình cũng không tiến triển như mong đợi của Mỹ. Khi ký hiệp định viên chăn, vị lãnh tụ già của phái trung lập Hoàng thân Souvanna Phouma đã đi theo quan điểm của Pathet Lào. Một phe mà người lãnh đạo là người anh em cùng cha khác mẹ với ông là Hoàng thân Su Pha Nu Vong. Mặt trận yêu nước Lào cũng không ngừng củng cố và mở rộng các vị trí của họ trên khắp đất nước. Tại Campuchia, Mỹ đã phải ngừng các cuộc ném bom. Quân đội Lon Non phải co vào cố thủ ở phong binh. Căn cứ vào tình hình bên ngoài và tình hình đang có lợi trên chiến trường và các đô thị miền Nam, Bộ Chính trị đánh giá thời kỳ này là rất có lợi để mở một cuộc tổng tiến công ở miền Nam. Có hai vấn đề quan trọng cần xác định rõ để quyết định sự lựa chọn. Mỹ có thể đưa quân trở lại không? Bộ chính trị cho rằng điều đó là không thể được. Nếu người Mỹ chủ tính đưa quân ồ ạt trở lại thì họ đã không ký hiệp định Paris. Trong bối cảnh của năm 1974, một việc làm như thế là gần như không thể được đối với Mỹ, nhưng còn việc Mỹ ném bom ồ ạt và chi viện hỏa lực cho quân Ngụy bằng không quân thì khả năng này không loại trừ. Xong việc này cũng không thể đảo ngược được tình thế bởi từ thời Johnson và Nixon nó đã không làm được điều đó. Thế còn riêng mình quân đội bù nhìn, họ có thể kéo dài được cuộc chiến đấu không? Sự phát triển của tình hình chiến trường năm 1973 và 1974 đã chứng tỏ rằng điều đó là không, bởi khi ấy quân đội nhân dân mới chỉ sử dụng một phần lực lượng mà quân đội Sài Gòn đã không thể chống đỡ nổi. Hơn nữa quân đội nhân dân còn có những lực lượng dự bị sung sức ở hậu phương. Nếu lực lượng này được tung vào trận, thì cán cân lực lượng giữa đôi bên sẽ thay đổi một cách tai hại cho quân Ngụy. Thêm nữa không quân Sài Gòn lại không thể sánh được với không quân Mỹ. Và lại dù Mỹ có tăng cường viện trợ quân sự và kinh tế cho chế độ Sài Gòn đi nữa thì điều đó cũng chỉ uổng công vô ích. Bởi cái mà họ thiếu không phải là vũ khí, mà là ý chí, quyết tâm chiến đấu. Từ tình hình trên bộ chính trị cho rằng cách mạng có thể giành được thắng lợi quyết định trong một thời hạn tối đa là một năm. Vậy cần phải chuẩn bị lực lượng cả về người về của cho một năm chiến đấu. Thế là vào giữa 1974, mọi mặt chuẩn bị cho một cuộc tiến công như vậy được đẩy mạnh, công cuộc động viên được tiến hành trên một quy mô lớn. Mặc dù đã phải chịu đựng rất nhiều mọi thử thách của chiến tranh, nhân dân miền Bắc vẫn sẵn sàng chấp nhận hy sinh, huy động tới mức tối đa sức người, sức của của mình để chi viện cho tiền tuyến. Hãy thử hình dung, để chuẩn bị về hậu cần cho một cuộc tiến công lớn cỡ cuộc tiến công 1975 ở một nước nông nghiệp lạc hậu, nơi mà 80% sản xuất đều làm bằng thủ công, thì ở đấy con người đã phải nỗ lực ghê gớm như thế nào. Để có một ý niệm, chúng ta hãy làm một so sánh, để bảo đảm cho cuộc tiến công Tết 1968, người ta đã phải chuẩn bị 30.000 tấn xăng dầu, súng đạn các loại cho cuộc tiến công 1972 là 70.000 tấn. Thì nay chuẩn bị cho cuộc tiến công 1975 một khối lượng lớn là 250.000 tấn sẽ được đưa vào miền Nam mà chủ yếu là phải vượt rừng núi, riêng xe tăng nó không thể tự hành trên 2.000 km theo đường Hồ Chí Minh, vì như thế vào đến chiến trường, nó sẽ hư hại và không thể sử dụng được. Vậy là phải đưa vào bằng nhiều cách, có chặng vận chuyển bằng ô tô, có chặng lại phải tháo rời ra từng bộ phận rồi sẽ phải lắp lại ở những căn cứ an toàn và được trang thiết bị tốt. Nhiều trạm sửa chữa, trạm nhiên liệu phải được thiết lập sẵn trên suốt dọc đường. Còn để đưa được xăng dầu cần thiết cho xe cộ các loại, thì người ta phải đặt những ống dẫn theo dọc trường sơn, cộng vào đó là một phối lượng lớn vũ khí, súng đạn, lương thực, thuốc men cần thiết phải đưa vào chiến trường miền Nam. Đơn vị nhỏ bé được thành lập năm 1959 để tiếp tế cho các chiến khu ở miền Nam theo đường rừng Trường Sơn, nay sau 15 năm đã trở thành một đảo quân thực sự, có đủ trong tay các binh chủng, từ công binh, vận tải cơ giới, vận tải đường thủy, đến vận chuyển và dự trữ nhiên liệu và dầu mỡ, từ các đơn vị phòng không thông thường đến các đơn vị được trang bị tên lửa sam đất đối không việc thông tin liên lạc, hệ thống thần kinh của đường Hồ Chí Minh được bảo đảm bởi 14.865 km đường dây điện thoại, cạnh đó là thông tin vô tuyến, rồi các binh trạm, các trạm giao liên, các đơn vị bộ binh làm nhiệm vụ bảo vệ, các cơ sở hậu cần, các kho trạm phân phối vũ khí, khí tài lương thực các đơn vị thanh niên sung phong và dân công hỏa tuyến. Tất cả các lực lượng và tổ chức ấy đều nhằm vào bảo đảm giao thông thông suốt cho con đường chiến lược trong bất kỳ tình huống nào dù do địch đánh phá hay do thời tiết gây nên. Cuộc chiến đấu chống máy bay Mỹ đánh phá trên đường Hồ Chí Minh diễn ra cũng hết sức ác liệt. Trong thời gian hoạt động ở đấy các đơn vị phòng không quân đội nhân dân Việt Nam đã đánh trả máy bay Mỹ 42.138 trận và bắn hạ 160 chiếc. Về cuộc sống trên Trường Sơn, một số bức thư sau đây của sinh viên nở, một trong hàng chục ngàn những người lính đã đi trên con đường này để vào Nam chiến đấu sẽ giúp chúng ta hiểu nó được phần nào anh gửi những lá thư này về cho gia đình cho mẹ và người vợ chưa cưới ở hà nội ghép những lá thư lại nó sẽ như một cuốn nhật ký hành quân của một chiến binh trong hàng vạn những chiến binh khác ngày lại ngày qua những ý nghĩ những sự việc những khó khăn người ta thấy ở đấy phát lên một cách chi tiết bức tranh của một sự tích anh hùng thần kỳ được tạo nên bởi những nỗi nhọc nhằn những đau khổ những phút ngã lòng được chế ngự và cả quyết tâm ý chí vươn lên thường ngày để vượt qua nở không nói về các trận chiến đấu những lá thư của anh có vẻ như ở ngoài lề của cuộc chiến, nhưng thực ra nó vẫn nằm ở trung tâm sự kiện, đó là sự quên mình. Những hy sinh luôn luôn có ở những chàng trai 18 đôi mươi và ở họ trái tim dần dần được tôi luyện thành thép. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Ở trong tù năm 1942, Hồ Chí Minh đã viết như thế. Và đây trên rừng núi Trường Sơn, người ta phải trải qua những gì và con người đã được tôi luyện và trưởng thành như thế nào. Những ngày này, đường không bị bom cắt. Mỗi ngày chúng con có thể đi được 100 km. Xe lắc tứ phía, con buồn ngủ đến nỗi thiếp đi lúc nào không biết và khi tỉnh dậy, người con đau ê ẩm như bị dần. Chúng con tạt vào rừng nghỉ. 5 giờ sáng mắc võng, đánh một giấc để rồi 5 giờ chiều lại lên đường. Tiếp đó là một đêm nửa thức nửa ngủ, giữa những trận bom, đúng hơn là những trận mưa bom và đôi khi là những sự cố dọc đường mẹ cứ yên tâm con của mẹ luôn luôn cẩn thận và quá yêu cuộc sống để không nỡ rời bỏ nó chỉ vì ngu ngốc hay đơn thuần chỉ vì muốn tỏ ra vẻ ta đây hai em của con chúng thế nào hả mẹ con nhớ nhà quá đến nỗi thậm chí con không dám nghĩ về mẹ quá lâu có những đêm con mơ thấy căn phòng nho nhỏ của nhà ta thấy mẹ mẹ yêu quý và các em con tỉnh dậy con không chịu nổi nữa bao giờ thì cái thảm họa này mới kết thúc cần phải ở đây ở chính trên những con đường đầy những vết hằn đau khổ này, con người ta mới biết và cảm nhận được hết cái thảm họa ấy nó sâu rộng biết dường nào. Tốt hơn là không nên nói vấn đề này nữa. Vấn đề đã dằn vặt chúng ta ở cả hơi miền Nam Bắc. Những chặng nghỉ được dành để làm một số việc vặt. Những ngày này con không có việc gì làm. Con khâu lại chiếc quần dài, vá víu chiếc quần cộc và sửa lại những chỗ khâu lỗi. Tự tay con làm hết mọi việc. Mẹ ạ, có lẽ không có gì tốt bằng đại học trường đời. Bao giờ con trở về? chắc chắn mẹ sẽ phải ngạc nhiên về đứa con lớn của mẹ cho coi nhưng không phải chặng đường nào cũng được ngồi xe có những chặng người ta phải đi bộ con viết cho mẹ ở một trạm dừng chân một ngày nghỉ lúc này là thực sự quý mẹ ạ à, bởi chặng đường vừa rồi hết sức cực nhọc chúng con đã vượt qua một ngọn núi cao một nghìn mét trên đỉnh có mặt trời người ta có thể trông thấy suốt tới quảng trị ở đây mưa tầm tã thật không gì chán ngán bằng cái cảnh hành quân trong mưa người ướt dầm tới tận xương đôi khi, để leo lên một sườn dốc, người ta phải dùng cả đến đôi tay và bây giờ con mới thấm thía cái câu người ta ví, thở ra cả đằng tai. Đầu con nóng bừng dưới một cơn mưa như thác. Qua lớp mây này, người ta lại chúi đầu vào một lớp mây khác, cao hơn, đang chút nước. Hôm qua là một cuộc hành quân 6 giờ liền trong mưa. Ngày mai và mai nữa chắc cũng sẽ thế. Theo dòng thời gian, những ngày, những tuần rồi những tháng qua đi và một con người khác xuất hiện, một con người được tôi luyện thành thép, em yêu anh viết cho người vợ chưa cưới ở hà nội em có thể hình dung được cuộc sống trên rừng núi trường sơn nó thế nào không chắc em sẽ nghĩ đến những tán cây cổ thụ những đỉnh núi mây mù che phủ thế này em ạ à, trong một đêm mưa lạnh ẩm ướt anh và các bạn anh trong một túp lều heo hút giữa rừng già một túp lều mà em chỉ có tưởng tượng trong một câu chuyện kể mùa đông quây quần bên một ngọn lửa nóng rực mỗi người một chiếc que đang nướng những miếng thịt lợn rừng mỡ chảy xuống các ngón tay bên ngoài một ngọn thác rất gần đang gầm thét anh cam đoan với em rằng đó là những giờ phút tuyệt diệu nhất trong rừng núi đại ngàn trường sơn nếu có ai bảo thật khủng khiếp đó là một cuộc sống thời tiền sử và kia gã khốn khổ kia hắn lại có vẻ đang khoái trá thì em cần bảo người đó hộ anh hãy câm miệng đi hãy đến với trường sơn và em sẽ thấy thế nào là rừng núi và hạnh phúc được sống ở đấy dù chỉ một phút dù sao nó cũng còn hơn là sống ở hà nội để rồi chỉ tuôn ra những lời huênh hoang khoác lác có một ngày anh lính nờ lo ngại cho người vợ chưa cưới của mình em học có tốt không em cần gắng làm việc nếu em chưa biết làm bếp thổi cơm còn sống còn khê thì em hãy kệ nó điều quan trọng nhất là em được học hành có học thức học thức nhưng nhã nhặn khiêm tốn một ngày khác ba tuần nữa chuông nhà thờ lớn hà nội sẽ ngân lên những hồi báo noel được đón noel ở hà nội thì thật tuyệt ở đây bọn anh cũng gắng tổ chức một cái gì đó ai không biết tìm thấy trong cuộc sống một niềm vui nho nhỏ lành mạnh thì kẻ đó chỉ là thằng ngốc. Và thật phũ phàng và đột ngột, đó là thử thách. Nó không đến từ một trận đánh oai hùng, một vết thương thực sự mà nó từ từ bỏ đến, ẩn mình trong cái rậm rạp ẩm ướt của rừng già. Một hôm, trong một chặng hành quân dài cùng với trung đội của mình, nở bỗng quỵ xuống, bị quật đổ bởi một cơn sốt rét ác tính. Trong các lá thư của anh thì đây là lá thư thống thiết nhất, bởi ở đây người ta thấy anh đang vật lộn giữa sự sống và cái chết và người ta đo được nhiều hơn những khắc nghiệt thực tế những lựa chọn tàn bạo xót xa nhưng cần thiết mà những con người trai trẻ này phải đương đầu ngay cả ở bên ngoài bản thân chiến tranh anh nằm trên một chiếc giường ghép bằng cành cây gần ngay bên bờ một con suối nước gieo ngay dưới lưng anh thân mình anh run lên bần bật và người anh nóng rẫy đến nỗi người chiến sĩ giao liên sợ quá phải lùi ra xa anh trung đội trưởng của anh thì thầm cái gì đó với trung đội phó nhưng anh này có vẻ phản đối anh hiểu ngay là họ đang nói về anh bàn xem có nên để lại anh không bởi không có người ốm thì họ cũng đã quá nặng rồi anh qua một đêm khủng khiếp anh cảm thấy quá cô độc và anh nghĩ đến tất cả chúng ta và lúc anh ấy anh chỉ muốn trở về với gia đình bằng bất cứ giá nào anh muốn sống sót bằng tất cả nghị lực của mình và giúp cho mình chút sức lực để vượt qua sáng hôm sau anh thấy mình nằm lại được giao cho người dẫn đường một người dân sống trong vùng săn sóc trung đội của anh họ đã lặng lẽ ra đi có lẽ nghĩ rằng chắc anh sẽ không sống nổi anh không oán trách gì họ hết. Nở viết tiếp, các anh đã gần kiệt sức. Và đó, xung quanh bọn anh chỉ là cái nóng và ẩm ướt đến ngột ngạt và trên vai mỗi người là 35 đến 40 kg mỗi lúc một chữ nặng. Các anh đã đi 40 ngày đường, có lẽ hơn, và trước mặt còn 20 ngày nữa mới tới. Giờ nếu thêm một người ốm và ba lô, súng đạn của người ấy phải cáng trên vai. Đặt mình vào hoàn cảnh của họ, anh hiểu và anh không còn giận họ nữa. Nờ có cảm giác mình như một con thú bị săn đuổi. Người dẫn đường cho anh là một con người tốt nở viết tiếp, và anh ta giúp anh đi nhúc nhắc từng bước. Sau vài ngày đi, chẳng cần thiết phải mô tả cho em biết trong mấy ngày ấy anh đi như thế nào, thì đột nhiên anh bị ngất đi. Và khi tỉnh dậy, anh thấy mình nằm trong một cái hang được dùng làm trạm quân y, nơi mà một trung đội trinh sát đã khiêng anh tới. Trong cái trạm quân y ấy, đối với nở đó là một cuộc chiến đấu dai dẳng chống lại tử thần. Anh không có đủ giấy để mô tả cho em cuộc sống kỳ lạ ấy một cuộc sống mà người ta không thể phân biệt nổi cái ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết, mà từ sống hay chết ấy cũng chẳng còn gây cho người ta một cảm xúc nào nữa. Anh nằm giữa hai bệnh nhân khác, cả ba đều bị sốt rét. Bọn anh nằm chật đến nỗi, nếu có một người nào đó lên cơn sốt thì hai người kia cũng run lây. Nếu có một người sốt tới 40 độ thì hai người kia cũng mồ hôi ướt đẫm. Anh đã chứng kiến hai người bạn ấy ra đi. Một đêm, người nằm bên trái anh như lên cơn điên. Anh ta đập tứ tung anh cũng bị nhận không ít những cú đập của anh ấy nhưng vì quá yếu nên anh chẳng có phản ứng gì hết. Thế rồi đột nhiên, anh ta mê sảng. Anh ta lúng búng cái gì đó trong miệng như tiếng trẻ thơ. Người anh ta rung lên bần bật và rồi tất cả ngừng bật. Anh hiểu ngay anh ta đã chết và anh ra sức gọi người tới cứu. Anh gọi chị y tá nhưng đêm đã khuya và lại chính chị y tá từ nhiều ngày nay cũng bị ốm. Thế là suốt đêm ấy, anh với người bạn nằm bên phải anh. Cả hai đều run lên vì sợ và thấy người bạn đã mất nguội dần đi anh ta còn rất trẻ, cũng ở tuổi em, mới 18 tuổi đầu. Năm ngày sau là đến lượt người bạn bên phải của anh, anh ta tử giã cõi đời với những cơn co giật kinh khủng. Anh thể với em rằng trong suốt thời gian hấp hối, anh ta chỉ gọi tên mẹ như một đứa trẻ lên sáu. Riêng nở, anh vẫn sống sót, bởi ngày hôm ấy giữa cơn mê sảng. Trong giây phút nửa tỉnh nửa mê anh đã nghe thấy chị y tá thì thầm là phải đốt chiếc giường xui xẻo đó đi sau khi anh chết. Đừng vội đốt chiếc giường đó đi, cô y tá mau miệng xinh đẹp ạ à, tôi sẽ sống anh viết và một buổi sáng điều kỳ diệu đã xảy ra anh đã qua khỏi cơn nguy nờ dần dần bình phục và anh lại lao vào cuộc chiến một hôm anh viết những suy nghĩ của mình về chiến tranh anh đã rời bỏ tất cả anh đã để lại ở hà nội tất cả những gì thân yêu nhất của mình để đi chiến đấu và nhờ nó anh đã hiểu rõ hơn thế nào là nỗi đau nỗi khổ và qua những thử thách ấy con người ta đã lớn lên và được tôi luyện như thế nào nở cho người ta một hình ảnh nhỏ về những con người mà người ta gọi là anh bộ đội. Họ chẳng có gì giống như những tên cuồng tín mà một số nhà bình luận phương Tây ưa thể hiện. Họ là những chàng trai trẻ, như nở được đặt vào những điều kiện đặc biệt, đã biết tự vượt lên chính mình để trở nên những con người thật sự. Để có được điều đó, họ cần phải có một niềm tin tất thắng, tin vào tổ quốc mình, vào chỉ huy của mình. Một phần lớn những thắng lợi đã được dành như vậy đó trong những điều kiện có tính chất sử thi ít được biết tới trên những dãy núi hiểm trở của giải Trường Sơn chạy dọc suốt biên giới Việt Lào từ Bắc Chí Nam. Đầu tháng riêng năm 1975, một cuộc thử nghiệm cuối cùng được thực hiện, sáng sớm ngày 2 tháng 1, một số đơn vị quân đội nhân dân được khoảng chục xe tăng chi viện đã tiến công thị xã Phước Bình, tỉnh lỵ của tỉnh Phước Long nằm cách Sài Gòn 120 km về phía tây bắc, thị xã Phước Bình, nơi đóng sở chỉ huy của tỉnh, tiểu khu Phước Long là do năm tiểu đoàn đóng giữ và được sự chi viện chiến thuật của không quân ở Sài Gòn. Ngày 6 tháng 1, thị xã bị mất và đó là tỉnh đầu tiên ở Nam Việt Nam được hoàn toàn giải phóng. Sau cú vồ đó mèo ta rũa vuốt và chờ đợi những phản ứng của Washington, Tổng thống Ford tuyên bố lo lắng về tình hình Nam Việt Nam sau khi Phước Long bị mất và sẽ có cuộc trao đổi về vấn đề này với Singer và Bộ trưởng Quốc phòng James Lessinger. Nhưng tất cả chỉ có thế và Sài Gòn cũng không cố chiếm lại Phước Long. Trên giấy tờ, quân đội Việt Nam Cộng Hòa thật ấn tượng, được tăng cường mạnh mẽ nhưng vội vã và trước ngày Mỹ ký Hiệp định Paris, quân đội này có trong tay 1.500 khẩu pháo, hơn 2.000 xe tăng và thiết giáp, một lực lượng không quân 1.800 chiếc máy bay trong đó 380 cường kích ném bom kiểu F-5, A-37 và hơn 700 trực thăng. Về thủy quân họ có 1.600 tàu xuồng chiến đấu các loại, gần một phần 20 dân số Nam Việt Nam đã bị Sài Gòn sung vào quân ngũ, 710.000 lính và 340.000 dân vệ. Trên chiến trường, quân Sài Gòn được bố trí như sau. Ngoài vùng một chiến thuật, vùng Bắc Nam Việt Nam, ở Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi có 3 sư đoàn, được tăng cường một đến hai sư đoàn dự bị chiến lược gồm quân dù và thủy quân lục chiến. Trên vùng hai chiến thuật, Tây Nguyên và vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, hai sư đoàn, được tăng cường trên một nửa số các đơn vị biệt động quân. Tại vùng 3 chiến thuật, Sài Gòn và Đông Nam Bộ, ba sư đoàn cộng với một đến hai sư đoàn dự bị chiến lược. Ở vùng 4 chiến thuật, Đồng bằng Cửu Long, ba sư đoàn. Đó là về lực lượng bộ binh, cạnh đó phải kể thêm sáu sư đoàn không quân, 40.000 thủy binh, các đơn vị thiết giáp và pháo binh làm nhiệm vụ tiểm trợ cho bộ binh. Nhưng về thế bố trí, quân đội Sài Gòn bị căng kéo theo chiều dài đã tỏ ra yếu về mặt chiến lược nó không có một tí chiều sâu nào. Hơn nữa, từ đầu 1975 lực lượng này đã bộc lộ nhiều điểm yếu, bởi nó bị sói mòn từ bên trong một cách nghiêm trọng. Trong những năm 1973, 1974, tạp chí Quốc phòng Sài Gòn đã công bố một loạt những lời bình luận nguy kịch về tình trạng của quân đội ấy và về bối cảnh chính trị, xã hội của Sài Gòn. Cô lập ngày càng tăng của chế độ Sài Gòn trong khu vực Đông Nam Á không còn chi viện hóa học của mỹ và thiếu một chiến lược để thay thế đó là những chấm đen mà các học viên sĩ quan của trường cao đẳng quốc phòng nhấn mạnh trong những năm chiến tranh gần đây người mỹ còn hơn là một đồng minh vai trò của họ là vai trò của một người cha đỡ đầu tất nhiên không phải là vô tư một sĩ quan khác đã viết thế người này tiếc rằng phần tư thế kỷ vừa qua đã không để lại cho sài gòn một chuyên luận nào về rút kinh nghiệm chiến lược ngoại trừ một mớ những sách dịch của nước ngoài một sĩ quan cao cấp khác cũng than phiền là quân đội sài gòn sau khi người mỹ rút lui đã chẳng có được một lý luận quân sự nào có tính chất dân tộc và độc lập còn tướng sài gòn nguyễn bảo trí ông ta đã vẽ lên một bức tranh khá rõ ràng và đáng thất vọng về cái xã hội mà trong đó quân đội phải chiến đấu phân tích bối cảnh xã hội sài gòn ông viết những lực lượng và những xu hướng chia rẽ là nhiều và mạnh những mâu thuẫn phía thành thị và nông thôn giữa trí thức và người lao động giữa các xu hướng tôn giáo các vùng khác nhau, cũng như những tranh giành giữa các phe phái cũng nặng nề, trong khi những cơ may để thống nhất lại mỏng manh. Trên kia nền của sự chia rẽ đó, những tranh giành, đấu đá giữa các lực lượng và xu hướng khác nhau càng làm cho thống nhất quốc gia đã không đáng kể lại càng mỏng manh và có thể dẫn đất nước tới tàn rã Đồng thời, tướng Nguyễn Bảo Chí viết tiếp, xã hội còn bị sói mòn bởi nhiều những bất công, bởi tham nhũng, hối lộ và nhiều những tệ nạn khác. Kinh tế thì không kiểm soát nổi, gia đình thì rối loạn, Mọi giá trị tinh thần và kỷ cương xã hội bị đảo lộn, đó là một xã hội đầy rẫy những bất bình và không có tương lai. Thêm vào đấy là những khó khăn do chiến tranh gây ra, sản xuất bị phá hoại, thất nghiệp tăng, đời sống khó khăn, giá cả leo thang vùn vụt, an ninh không được đảm bảo, gia đình bị chia rẽ do miếng cơm, manh áo. Thế mà cùng lúc ấy nhiều người làm giàu nhờ chiến tranh, nhờ những rối loạn xã hội và những kẻ vô trách nhiệm. Tất cả những cái đó tạo ra hình ảnh của một xã hội bị chia rẽ sâu sắc. Sau khi nhấn mạnh như vậy, Bảo Chí lại viết tiếp, những nhà lãnh đạo đều phần lớn chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây và Mỹ hóa, cho nên họ tách rời dân chúng mà dân thì họ lại gắn bó với truyền thống dân tộc. Do đó, vấn đề chia rẽ giữa nhà nước và các khối đại chúng là không thể giải quyết được. Kết quả là đời sống xã hội và chính trị ở miền Nam chìm đắm vào đêm tối. Một bộ phận dân chúng, bất bình với chính phủ, đi theo Cộng sản để chiến đấu cho tự do, bình đẳng. Một bộ phận khác thì sống một cách bi quan, thụ động, thở ơ với chính trị và quan tâm duy nhất của họ là làm thế nào để kiếm cho được đủ sống hay làm giàu. Bài viết cay đắng này giúp cho người ta hiểu được phần nào nguyên nhân của sự tan vỡ hoảng loạn diễn ra sau này. Với những lời chỉ trích như thế đối với một xã hội mà viên tướng Sài Gòn Nguyễn Bảo Trí coi như có trách nhiệm, phải bảo vệ thì thử hỏi ông ta sao còn có thể đòi hỏi được các binh sĩ của ông ta phải chiến đấu sống chết vì nó. Dưới ngòi bút của ông, một sĩ quan cao cấp quân đội Sài Gòn người ta còn cảm thấy dường như có một sự quyến rũ nào đấy của phía bên kia đã cuốn hút ông, nó như một sự hối tiếc khiến một số những người ít bị tha hóa hơn của chế độ cũ đã đón nhận, gần như có sự nhẹ nhõm, cuộc tiến quân của những người cách mạng vào Sài Gòn. Ở Hà Nội, bộ chính trị quyết định và thống nhất với chính phủ cách mạng lâm thời về thời gian tiến công Xuân 1975 và giao cho bộ tổng tham mưu chuẩn bị kế hoạch Mục đích ban đầu của cuộc tiến công là tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch và làm thay đổi một cách cơ bản hơn nữa cục diện chiến trường. Năm 1975 là một năm có nhiều ý nghĩa, vào năm ấy, nhân dân Việt Nam sẽ tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Đảng, 30 năm ngày khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và 85 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời năm 1969. Và rồi các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng không thể đòi hỏi nhân dân của mình phải hy sinh một cách vô tận. Thời cơ là thuận lợi và năm 1975 sẽ là năm thực hiện một thắng lợi lớn, giúp cho cuộc kháng chiến tiến lên một cách quyết định tới thắng lợi hoàn toàn. Vậy là bộ tổng tham mưu tùy thuộc vào hai giả thiết đã đưa ra hai kế hoạch. Một kế hoạch tối thiểu là tiến lên một bước mới có tính chất quyết định. Một kế hoạch khác theo giả thiết tối đa là nắm thời cơ có lợi tiến lên càng xa càng tốt, có thể là tới đích bộ chính trị cũng yêu cầu là phải xác định hướng tiến công chủ yếu sao cho thỏa mãn được các điều kiện một những trận đánh đầu tiên phải nhằm vào những mục tiêu có tầm quan trọng hàng đầu nhưng không phải quá mạnh hai hiệu quả bất ngờ phải đóng một vai trò chiến lược những trận đánh đầu tiên phải bảo đảm chắc thắng ba những thắng lợi ban đầu phải làm dung chuyển thế bố trí của quân ngụy trên toàn miền nam phân tích thế bố trí của địch bộ chính trị và bộ tổng tham mưu đã quyết định chọn buôn ma thuột một thị xã cỡ trung bình nằm trên Tây Nguyên, làm hướng tiến công chủ yếu. Quân đội Sài Gòn chờ đợi một cuộc tiến công của đối phương ở vùng 1, Quảng Trị, hay ở vùng 3 Sài Gòn. Vậy là họ tập trung lực lượng trên hai vùng ấy hơn là trên Tây Nguyên, một vùng ít dân và địa hình ở đấy nổi tiếng là khó khăn cho các cuộc hành quân. Trên vùng rộng lớn nằm ở trung tâm miền Nam Việt Nam và chiếm 30% diện tích toàn miền Nam, có hai vị trí then chốt khóa chặt vùng cao Tây Nguyên là thị xã Pleiku và Con Tum, việc chọn Buôn Ma Thuột nằm trên trục hai con đường quan trọng và nằm cách biên giới Campuchia 35 km về phía đông đã đáp ứng những yêu cầu do Bộ Chính thị đề ra. Ngoài yếu tố bất ngờ do địch không chờ đợi một cuộc tiến công ở hướng này, thị xã Buôn Ma Thuột, trung tâm chính trị quan trọng bậc nhất chiếm 80% số dân tộc thiểu số của Tây Nguyên, lại là một vị trí có tầm quan trọng thực sự về quân sự. Sư đoàn 23 ngụy đã đóng sở chỉ huy ở đấy. Cuối cùng thị xã này còn nằm trên quốc lộ 14. Con đường huyết mạch nối liền Sài Gòn với Tây Nguyên, từ Buôn Ma Thuột có một loạt đường ngang chạy xuống duyên hải miền Trung, cho nên về mặt quân sự, chiếm được Buôn Ma Thuột sẽ có nghĩa là cô lập được Tây Nguyên với Sài Gòn và miền Nam Việt Nam sẽ có thể bị cắt làm đôi. Việc giải phóng hoàn toàn Tây Nguyên là có thể xảy ra và khi đã chiếm được vùng rộng lớn bao gồm năm Cao, Nguyên Cao 1.500m này, người ta sẽ có điều kiện để tiến xuống vùng đồng bằng duyên hải miền Trung có thể đây là giả thiết tối thiểu mà Bộ Tổng tham mưu quân đội nhân dân Việt Nam đã đề ra. Và khi mà Tây Nguyên được giải phóng, và nếu có thể là cả miền Trung Việt Nam, thì vùng giải phóng của chính phủ cách mạng lâm thời sẽ trở nên càng vững chắc và sẽ càng rất nặng ký đối với cuộc đấu tranh chính trị với chính quyền Sài Gòn. Các tướng lĩnh mai đây sẽ chỉ huy các sư đoàn quân đội nhân dân trong cuộc tiến công đều đang ở độ tuổi 4, 50. Bộ tham mưu các đơn vị cũng được trẻ hóa. Vài tháng trước, tôi đã có dịp đến thăm một đơn vị quân đội nhân dân tại mặt trận Quảng Trị, ở một tiểu đoàn tuyến 1, đối diện với quân đội Sài Gòn chỉ cách 200 mét. Ở đây, trong những chiến hào cũng như ở các hầm chỉ huy làm bằng các cây gỗ tròn đắp đất của các trung đội, không hề có một chút nào của sự buông tuồng bừa bãi. Trên các vách hầm, không có những tấm ảnh xuồng xã, nhưng có một tờ báo tường trên là những bức vẽ, những bài thơ thể hiện chủ đề yêu nước, ở giữa những con người rất trẻ ấy, đang độ tuổi đại học người ta sống trong một bầu không khí của tình đồng chí thân mật, đầm ấm, như trong một gia đình. Một sức mạnh lặng lẽ nhưng tươi trẻ, đầy sức sống tinh thần và vật chất. Người trẻ nhất 17 tuổi, tiểu đoàn trường 26 tuổi và chính trị viên 28 tuổi. Tối đến, người chỉ huy đệm đàn để các chiến sĩ ca hát và anh dạy họ mấy điều thường thức về ký âm. Ngày bắt đầu lúc 5 giờ bằng tập thể dục. Mỗi ngày dành một giờ giúp dân làm việc ở ngoài đồng. Thời giờ rảnh rỗi anh em học văn hóa, người học cao dạy đồng đội và nhân dân trong vùng đó là những đối thủ mà quân đội sài gòn có trước mặt họ và để chống lại những đối thủ ấy họ chỉ có một thứ lý tưởng mà như tờ tiền tuyến một tờ báo của họ đã mô tả họ chỉ biết có rượu và gái và họ tìm cách quên đi tất cả chỉ bằng hai cái mẹo ấy rồi họ ra mặt trận chấm hết ngày một tháng ba những trận đánh đầu tiên của cuộc tiến công bắt đầu các đơn vị quân giải phóng cắt đứt các tuyến đường chiến lược dẫn đến cao nguyên và tiến hành một loạt các hoạt động nghi binh. Ngày 4 tháng 3, hai con đường chính 19 và 14 bị cắt khiến Pleiku và chỉ huy vùng hai quân đội Sài Gòn Lâm vào thế cô lập. Nhìn chung, cao nguyên đã bị cắt khỏi đồng bằng. Quân đội nhân dân nghi binh như tấn công Pleiku, quân Sài Gòn rơi vào bẫy và lấy bộ phận chủ lực của sư đoàn 22 và 23 lên tăng viện cho Pleiku, chỉ để lại ở Buôn Ma Thuột hai trung đoàn cùng thời gian này một số trận đánh quan trọng nhưng vẫn có tính chất nghi binh được việt minh tung ra ở quảng trị phía bắc bộ chỉ huy sài gòn chưa điều động lực lượng dự bị chiến lược bởi họ tin rằng hướng tiến công chủ yếu của đối phương sẽ nhằm vào mặt trận phía bắc hoặc sài gòn như vậy việt minh có thể tập trung lực lượng vào đánh buôn ma thuột một sư đoàn được đưa vào trận đánh khác với lối đánh truyền thống trước đây của việt minh là lần lượt đánh chiếm từng vị trí địch dùng hỏa lực mạnh của pháo binh để chế áp vị trí rồi sẽ tấn công tiêu diệt vị trí bằng sung phong chính diện, thì lần này đánh muôn ma thuột, các cán bộ chỉ huy phát hiện những chỗ yếu của địch, đã quyết định vô hiệu hóa địch từ bên trong, đánh thẳng vào tiêu diệt sở chỉ huy sư đoàn 23, trung tâm đầu não của chúng. Mấy ngày trước trận đánh, một số đơn vị đặc công đã luồn sâu vào Buôn ma thuột, cải trang dưới những cái vỏ khác nhau. Vậy là từ ngày 9 tháng 3, khách sạn lớn nhất thành phố, khách sạn Anh Đảo đã đón tiếp mấy vị khách đáng kính đến nghỉ, họ không phải ai khác mà chính là mấy chiến sĩ quan trắc pháo binh. Ngày mai họ sẽ dùng liên lạc vô tuyến để điều chỉnh đường bắn của pháo 130 ly của quân giải phóng bắn vào sở chỉ huy sư đoàn 23, các trận địa pháo và căn cứ thiết giáp quân ngụy. Cũng như thế khoảng 100 chiến sĩ đặc công đã vào ém sẵn ở tất cả các vị trí trọng yếu trong thị xã, như sở chỉ huy, tòa thị chính, dinh tỉnh trường, kho đạn, trong khi pháo hỏa chuẩn bị của quân giải phóng thu hút sự chú ý của địch ra bên ngoài thì ở bên trong họ chuyển sang tấn công các mục tiêu vào đêm mùng 10 tháng 3. Như vậy là chỉ với mấy chục người họ đã làm tê liệt sở chỉ huy sư đoàn 23, làm rối loạn tất cả các vị trí phòng thủ của đối phương. Sáng hôm sau, lực lượng chủ lực của trận đánh tiến sâu vào thị xã, đánh chiếm các vị trí làm chủ Buôn Ma Thuột. Cách đánh này sẽ trở thành một cách đánh điển hình của cuộc tiến công 1975. Chỉ sau khi mất Buôn Ma Thuột. Sài Gòn mới vỡ lẽ là hướng chính của cuộc tiến công là nhằm vào quân khu 2, vào Tây Nguyên. Họ cố gắng chiếm lại thành phố. Quân tăng viện của sư đoàn 23 một lữ đoàn quân dù và hai lữ đoàn biệt động quân được trực thăng vận đến cứu nguy cho buôn ma thuột đã lại rơi vào một cái bẫy và bị tiêu diệt ngay khi vừa mới đổ quân. Thế là con Tum và Pleiku bị cô lập và uy hiếp. Ngày 15 tháng 3, quân ngụy ở hai thành phố này bắt đầu di tản về hướng đồng bằng ven biển lệnh di tản được đích thân Tổng thống Thiệu ban ra. Lệnh này tự bản thân nó là logic, rút quân về đồng bằng ven biển. Sài Gòn hy vọng là họ có thể tổ chức ở đấy một tuyến phòng thủ tập trung hơn, vững chắc hơn. Nhưng rủi ro thay, những điều kiện của cuộc rút quân, tình trạng hoàn toàn thiếu chuẩn bị và sự suy sụp về tinh thần đã khiến cho cuộc rút quân biến thành một cuộc tháo chạy hoảng loạn. Từ ngày 13 tháng 3, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Tây Nguyên đã dự kiến trước khả năng rút lui này để rút địch chỉ duy nhất có một con đường đó là tỉnh lộ số 7 nối liền Pleiku với thị xã Tuy Hòa của tỉnh Duyên Hải Phú Yên, nằm cánh Sài Gòn 570 km về phía bắc. Từ hàng chục năm nay, con đường này đã hư hại nhiều và ít được dùng đến. Giờ đây, chín trung đoàn quân Sài Gòn cùng hàng vạn dân thường kéo theo, trong một tình trạng hoảng loạn cực độ, đổ vào con đường nhỏ ấy. Bị bao vây và truy đuổi trên một đoạn đường 100 km gần như toàn bộ chín trung đoàn đã bị tiêu diệt quân giải phóng thu được trên đường một khối lượng lớn súng đạn và các đồ quân dụng, trong đó có toàn bộ xe pháo. Còn sư đoàn 22, trên đường rút chạy về hướng bờ biển theo đường 19, chúng cũng bị chặn lại và bị tiêu diệt đại bộ phận. Số quân còn lại chạy về đến Quy Nhơn thì được lệnh của Sài Gòn tổ chức một tuyến phòng thủ ở đấy. Sở chỉ huy tác chiến của quân giải phóng theo dõi các cuộc diện đàm của địch, đã nghe được số quân sống sót trả lời cấp trên của chúng. Các ông bảo chúng tôi lấy gì để tổ chức phòng thủ bây giờ? Chúng tôi chỉ còn có cái đê. Chiến dịch Tây Nguyên đã đạt được các mục tiêu gần như toàn bộ vùng cao nguyên được giải phóng. Khả năng thúc đẩy quân đội Sài Gòn tới tan rã đã xuất hiện. Có lẽ lúc này tướng Giáp, người tổ chức đã ra mặt trận để cùng bộ tham mưu tác chiến của ông đánh giá những khả năng hành động, nhưng thực ra chỉ huy tại chỗ cuộc tiến công đã được giao cho tướng Dũng tổng tham mưu trưởng, nhân vật số 2 của quân đội nhân dân, ủy viên bộ chính trị đảm nhiệm chỉ đạo và giám sát từ trên ở Hà Nội là do tướng Giáp cùng với Bộ Tổng Tư lệnh có liên lạc mật thiết với Bộ Chính trị của Đảng. Tại mặt trận, tướng Dũng thực hiện nhiệm vụ chỉ huy tác chiến của mình với sự phối hợp của Trung ương cục miền Nam do Phạm Hùng chỉ đạo, có sự giúp đỡ của Lê Đức Thọ, người đã tiến nành cuộc đàm phán ở Paris. Mỗi chủ trương đưa ra đều có sự thống nhất với chính phủ cách mạng lâm thời, trong đó người đại diện cho Đảng là kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát chủ tịch Hội đồng cố vấn. Quyết tâm tiếp tục cuộc tiến công được xác định, một bộ phận lực lượng được lệnh tiến ngay về Sài Gòn và vùng đồng bằng. Một bộ phận khác tiến xuống giải phóng các tỉnh đồng bằng duyên hải miền Trung, trong khi đó ở hướng Bắc, các chiến dịch nghi binh được lệnh chuyển ngay sang chiến dịch tiến công. Chiến dịch Huế, Đà Nẵng sắp sửa bắt đầu. Trên cao nguyên quân giải phóng tràn xuống vùng đồng bằng ven biển. Ngày 23 tháng 3, quân giải phóng tiến vào An Khê, một thị trấn nằm giữa Pleiku và Quy Nhơn. Ngày 1 tháng 4, thị xã Quy Nhơn, tỉnh lỵ của tỉnh Bình Định được giải phóng, cùng lúc với cảng Tuy Hòa, thủ phủ của tỉnh Phú Yên. Tiếp đó quân giải phóng lần lượt tiến vào giải phóng, lâm đồng với thủ phủ của nó là Bảo Lộc, ngày 2 tháng 4, thành phố Nha Trang và căn cứ hậu cần lớn cam danh của tỉnh Khánh Hòa, ngày 3 tháng 4, Đà Lạt và tỉnh Tuyên Đức ngày 4 tháng 4. Toàn bộ quân khu 2 của Ngụy quân Sài Gòn đã bị xóa sổ. Nam Việt Nam bị cắt làm đôi Đà Nẵng, thành phố thứ hai của miền Nam bị cô lập, từ ngày 19 tháng 3, cuộc tiến công của quân giải phóng trên hướng Bắc đã bắt đầu giữa lúc quân Sài Gòn đã quyết định rút chạy. Cuộc tiến công được tiến hành trên ba hướng, Bắc, Nam và Tây. Quân Sài Gòn bị dồn vào Huế. Con đường duy nhất để rút chạy từ Huế về Đà Nẵng là quốc lộ một đã bị cắt đứt. Quân Ngụy ở Quảng Trị và Huế chỉ còn cách chạy ra biển Thuận An. Cuộc rút chạy được tiến hành ngày 24 tháng 3, diễn ra trong hoảng loạn, trong khi quân giải phóng đã thắt chặt được vòng vây. Huế, thủ đô văn hóa của miền Nam, kinh đô cũ của Vương Triều Nguyễn và thủ phu của tỉnh Thừa Thiên đã được giải phóng ngày 26 tháng 4, sau một trận đánh lớn ở cửa Thuận An. Trong 32 giờ, gần 10 vạn quân Sài Gòn đã bị loại khỏi vòng chiến đấu hoặc bị bắt làm tù binh. Trong thời gian ấy quân giải phóng từ cao nguyên lao xuống, tiến công về hướng hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, ở phía nam Đà Nẵng. Ngày 24 tháng 3, thị xã Tam Kỳ trên quốc lộ một được giải phóng, quân ngụy Sài Gòn bị nhốt vào cái dọ ở Đà Nẵng, đã không còn con đường rút chạy về phía Nam. Và chính vào ngày ấy, Bộ Tư lệnh Quân Giải phóng quyết định thực hành trận tiến công vào Đà Nẵng. Nằm trên quốc lộ 1, cách Hà Nội 700 km và Huế 100 km, trong một lòng chảo trên biển, Đà Nẵng tạo thành một căn cứ hỗn hợp không, hải quân cực kỳ quan trọng và được trang bị rất hiện đại. Sở chỉ huy quân khu một ngụy đóng ở đây và thành phố được ba sư đoàn thuộc loại tinh nhuệ bảo vệ ngày 23 tháng 3, đám tàn quân ở Cao Nguyên và Huế kéo vào Đà Nẵng. Nỗi hoảng loạn của chúng đã nhanh chóng lây lan sang số 3 sư đoàn được xem như bảo vệ căn cứ quan trọng hàng đầu này. Trong thành phố đầy áp những người bởi những làn sóng di tản, chỉ trong mấy ngày, số dân từ 700.000 người đã tăng lên tới 1 triệu 200.000 và khắp thành phố đã diễn ra những cảnh của ngày tận thế. Và đúng là ngày tận thế thật, trong 24 giờ, không ai còn làm chủ được chính quyền nữa. Những toán lính mang vũ khí xông ra phố, lao vào cướp bóc, hãm hiếp dân thường. Hàng vạn người, binh sĩ dẫn đầu, cố xông vào căn cứ để chiếm lấy mấy chiếc máy bay, lúc này chỉ còn rất hiếm. Cuối cùng các phi công đã không dám cho máy bay hạ cánh nữa, bởi muốn cất cánh, họ sẽ phải mở một con đường máu qua đám người đông nghìn nghịt đang tụ tập, bu bám vào cửa, vào càng máy bay. Ở bến cảng, cảnh tượng cũng diễn ra như vậy, bọn lính đã không do dự bắn cả vào đàn bà, trẻ con, đẩy họ xuống biển để tranh chỗ trên các chuyến tàu di tản vài người Pháp ở lại Đà Nẵng đã được chứng kiến cảnh hoảng loạn này. Ví dụ như Giám đốc Trung tâm Văn hóa Pháp. Sáng thứ Bảy, 29 tháng 3 khi ông yêu cầu viên đại tá đóng quân ở trại bên cạnh để xin bảo vệ Trung tâm, thì viên đại tá đã trả lời. Tôi không thể làm được, tôi chỉ có một mình. Một số thầy tu người Việt Nam thuộc giáo đoàn xanh Paul Chak đã chôn cất hàng chục xác dân thường bị lính ngụy sát hại trên đường chúng trốn chạy. Trong khi đó, ba sư đoàn quân giải phóng lao vào một cuộc hành quân cấp tốc bằng mọi cách có thể được, chạy chân, đi trên xe lấy được, đôi khi cưới cả những chiếc Honda trưng dụng, đã có những người lái xe đèo ba, bốn chiến sĩ trên một chiếc xe 125 phân khối. Một sư đoàn theo đường một tiến lên Tam Kỳ, một sư đoàn khác tiến vào từ Huế và sư đoàn thứ ba từ Thượng Đức một thị trấn miền núi, đổ xuống Tây Đà Nẵng. Ngày 28 tháng 3, trận đánh Đà Nẵng bắt đầu. Sau trận Huế, Bộ chỉ huy Ngụy Sài Gòn nghĩ rằng họ có thể có một, hai tháng nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ, chỉ bốn ngày sau, quân giải phóng đã sung trận. Vào lúc 15 giờ ngày 29 tháng 3, Đà Nẵng đã bị mất về tay quân giải phóng. Quân khu một của Sài Gòn đã không còn tồn tại. Như vậy là chỉ trong một tháng quân giải phóng đã tiêu diệt hai quân khu địch và theo như thông cáo của Bộ Tư lệnh quân giải phóng ra ngày 6 tháng 4, họ đã loại khỏi vòng chiến đấu 27.000 quân ngụy, gồm 6 sư đoàn chủ lực, trong đó có một sư đoàn tinh nhuệ là quân lính thủy đánh bộ, lữ đoàn ba quân dù, hai liên đoàn biệt động quân cũng là những đơn vị nổi tiếng thiện chiến, 10 tiểu đoàn thiết giáp, 35 tiểu đoàn pháo mặt đất, 5 tiểu đoàn pháo cao xạ và thu được một số lượng lớn vũ khí và đồ quân dụng mà tờ New York Times số ra ngày 24 tháng 3 đánh giá là lên tới gần 1 tỷ đô la. Đúng như báo Nhân dân ở Hà Nội viết, đó là một tháng mà nó bằng hàng chục năm, xã luận số ra ngày 7 tháng 4 Ngày 21 tháng 3, chính phủ cách mạng Lâm thời đã có một cố gắng cuối cùng để tiến hành một giải pháp chính trị, nhưng lần này tất nhiên với yêu cầu cao hơn, họ muốn một chính phủ theo những điều kiện của họ. Việc đánh chiếm Sài Gòn bằng sức mạnh vẫn chưa được quyết định, nhưng con đường đã mở, sẽ là điên rồ nếu dừng lại. Về phương diện cách mạng một cơ hội, một thời cơ chỉ xảy ra có một lần và nó sẽ không trở lại. Sẽ là một tội ác nếu ta bỏ lỡ thời cơ bởi nó là thành quả của 20 năm đấu tranh ở hà nội người ta nghĩ như thế ở mỹ tổng thống pho nhận được tin đà nẵng thất thủ lúc ông đang nghỉ lễ Paques ở palm springs california nơi hàng ngày ông chơi golf nhiều giờ liền còn ở nam việt nam thì cuộc chơi ra sao tổng tham mưu mỹ tướng William, người vừa đến sài gòn một tuần lễ để nghiên cứu tình hình đã tuyên bố trước khi trở về nước quân đội việt nam cộng hòa hãy còn mạnh họ có đủ trình độ và ý chí để chiến thắng quân đội bắc việt nam còn ở Washington thì lúc này, thay cho giúp đỡ quân sự trực tiếp, người ta chơi trò đánh võ mồm, đầu tháng 4, lầu năm góc vu khống rằng ở Đà Nẵng sau giải phóng đã xảy ra những vụ tắm máu. Ngày 7 tháng 4, cùng với một nhóm nhà báo phương Tây, chúng tôi hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng. Hai tuần lễ sau, nhân chứng thứ nhất chúng tôi đến gặp là một nhân vật có tính cách cha cha mốt, thuộc hội truyền giáo nước ngoài Paris, 53 tuổi. Ở cha, người ta thấy có hai đặc điểm trái ngược nhau cha vừa là một cựu FFI, lực lượng kháng chiến Pháp trong nước, lại vừa là một dân kỳ cựu ở Đông Dương. Thực vậy cha đã 28 năm ở Việt Nam, trong đó có tới 20 năm ở Đà Nẵng. Chúng tôi gặp cha ở ngoài phố, áo trùng thâm lòa xòa trong gió, BRE đội lệch đang đạp xe nhanh nhẹn và tự do. Bộ đội giải phóng, họ là những người đứng đắn một cách mẫu mực, cha nói, thế mà các ông biết đấy, trước đây tôi đâu phải là người bên phía họ, tôi còn muốn chế độ quốc gia tồn tại nữa kia. Chà, tôi phải nói là mấy anh giải phóng này, họ buộc chúng ta phải khâm phục đấy. Ngược lại, tôi đã nhìn thấy cái đám quân đội Sài Gòn, thật kinh khủng, chúng cướp phá, hãm hiếp. Chúng ta là một cái tủ đứng đồ sộ nhưng chân đã bị mối đục ruống cả. Chỉ nhoáng một cái là nó đã đổ sụp. Phó lãnh sự Pháp, ông Xavier Dumas, ở lại tại chỗ cũng công nhận những vụ nổ súng bừa bãi ấy không phải do phía cách mạng gây ra. Còn trả lời phỏng vấn của nhóm truyền hình Pháp, ông đáp, Dân chúng thất kinh vì những vụ cướp bóc của quân đội Sài Gòn. Và thứ bảy, ngày 29 khi tiến vào Đà Nẵng, bộ đội cách mạng đã thực sự được đón tiếp như những người đi giải phóng, đặc biệt là với những người Phật tử. Tất cả những nhân chứng mà chúng tôi hỏi lúc đó còn nói thêm rằng, trong cơn hoảng loạn chung ấy, một bộ phận dân chúng đã tham gia vào việc giải phóng thành phố. Những người Pháp của tòa lãnh sự đều nói họ được chứng kiến rất nhiều thanh niên mang theo những lá cờ Phật đã ra đón bộ đội giải phóng và dẫn đường cho họ một trong những người Pháp còn ghi nhận một chuyện kỳ khôi trong những sự kiện ông được tận mắt trông thấy. Nhật ký của ông viết, ngày 28 tháng 3, tòa lãnh sự Mỹ đã bị quân đội Sài Gòn cướp phá. Đã xảy ra một việc mà tự nó nói lên rất nhiều điều. Một ông già cỡ 60 tuổi trèo lên nóc tòa nhà lãnh sự. Ông ta giật lấy lá cờ Mỹ và thong thả xé nó ra làm nhiều mảnh. Lính tráng qua lại bên dưới, tay lễ mễ ôm những đồ cướp được ngẩng lên nhìn. Điều gì sẽ xảy ra? Không, chẳng có gì hết. Họ thở ơi đi tiếp, nhưng hình ảnh của những đám đông khiếp sợ ùn kéo trên đứng số một để trốn chạy hoặc chỉ để cố rời xa đà nẵng được phát đi phát lại trên các đài khắp thế giới bỗng nhiên lại trở về trong ký ức thế thì tại sao lại có sự trốn chạy tuyệt vọng đó khi được chúng tôi nêu lên câu hỏi một số nhà tu hành việt nam những người đã giúp dân di tản giải thích rằng tình trạng hoảng loạn đó là do bầu không khí đang bao trùm lúc bấy giờ đó là một sự hoảng loạn vô thức nó nằm trong sâu thẳm và thế rồi bất ngờ trong một lúc nó no phú phàng chộp lấy người ta những con người từ trước đến giờ vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng có thể cũng còn do tất cả những gì mà các nhà chức trách vẫn tuyên truyền về cộng sản đúng đấy là một trong những chìa khóa để hiểu nguyên nhân của tình trạng hoảng loạn đó và rồi người vừa giải thích với chúng tôi một bà sơ cựu giám đốc của một trường trung học nữ đã thú nhận rằng bà cũng thuộc loại phản động đấy lúc chúng tôi vào đà nẵng tình hình rất yên tĩnh gần như một sự thanh bình những cảnh địa ngục nửa tháng trước đây đã hầu như rơi vào quên lãng. Chỉ một hai ngày sau khi Đà Nẵng giải phóng, trật tự đã trở lại. Nó ngự trị thực sự mà không phải bằng khiếp sợ, bằng khủng bố. Trong trận Đà Nẵng, quân đội Sài Gòn chỉ chết 35 người. Võ Trí Công ngừng lại một lát. 63 tuổi bí thư khu ủy khu 5, một vùng rộng lớn trong kháng chiến bao gồm toàn bộ miền Trung và Nam Trung Bô từ Đà Nẵng đến Phan Thiết gồm cả Cao Nguyên, ông gần như trở thành một nhân vật huyền thoại, một trong số những gương mặt kỳ cựu của cuộc đấu tranh cách mạng ở miền Nam Việt Nam, mà đối với ông sự nghiệp này bắt đầu từ những năm 1930. Tôi được gặp ông vài tuần sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng. Ông tiếp tục kể về cuộc tổng tiến công Đà Nẵng, đó là một trận đánh chớp nhoáng. Chúng tôi không theo nguyên tắc lấy nông thôn bao vây thành thị. Chúng tôi coi thành thị là đầu não. Chiếm được đầu não có nghĩa là làm tan giá địch và gây được tác động đối với nông thôn. Nhưng ông nói thêm cán bộ quân sự của chúng tôi cũng phải thuyết phục được các cán bộ chính trị nằm tại địa phương chúng tôi đã gạt bỏ những gì là giáo điều chúng tôi lấy đánh chiếm thành phố là mục đích trực tiếp cũng như vậy bản thân việc chỉ đạo chiến dịch cũng không theo những mẫu mực thông thường theo nguyên tắc của chiến tranh muốn đánh chiếm một thành phố người ta phải tấn công chính diện đánh chiếm từng vị trí một từng tuyến một thế nhưng chúng tôi đã đánh thẳng vào trung tâm đầu não địch theo cách đánh thông thường thì để đánh đà nẵng người ta phải sử dụng tới năm sư đoàn và có nguy cơ thành phố sẽ bị chịu những hủy hoại lớn và cũng có một nguyên tắc thông thường khác nữa đó là tiêu diệt sinh lực địch rồi sau mới tấn công vào thành phố nếu theo nguyên tắc ấy thì có lẽ bây giờ tôi vẫn đang còn phải chiến đấu nhưng chúng tôi đã chỉ tiêu diệt một số sinh lực địch rồi tung một đòn đánh thẳng vào khu chỉ huy diệt trung tâm đầu não và như vậy làm tan giã thế bố trí của địch những lời nói ấy của Võ Chí Công đã minh họa cho những tiến bộ kỳ diệu mà quân đội nhân dân đã đạt được trong lĩnh vực làm chủ chiến tranh hiện đại. Đối với những nhà cách mạng Việt Nam, chiến tranh du kích chỉ là một giai đoạn của chiến tranh nhân dân. Nó cần thiết phải được phát triển lên thành những hình thức của chiến tranh hiện đại. Nhờ công cuộc xây dựng kinh tế của miền Bắc xã hội chủ nghĩa từ năm 1954, họ đã có điều kiện để từng bước hiện đại hóa quân đội. Việc làm này chẳng những là cần thiết để đáp ứng nhu cầu tác chiến chống lại một quân đội có trình độ công nghệ rất cao như quân đội Mỹ và quân đội Sài Gòn mà nó còn tùy thuộc vào những hậu quả mà cuộc chiến tranh của Mỹ đã gây ra đối với những cơ cấu xã hội ở nông thôn Nam Việt Nam. Tiền đề kinh điển của chiến tranh nhân dân muốn rằng quân với dân phải như cá với nước thực tế từ năm 1966 đã bị thử thách khi mà Mỹ ngụy cho tiến hành những chương trình bình định nhằm tát nước, làm giảm số dân ở nông thôn. Vậy là bắt đầu từ đó diễn ra ở Nam Việt Nam một hiện tượng đô thị hóa nhanh chóng, hoàn toàn bấp bênh, nguy hiểm ngay cả đối với bản thân các cơ cấu của xã hội miền Nam. Năm 1960, ở Nam Việt Nam có 85% dân số ở nông thôn, sống ở thành thị chỉ có 15%. Năm 1972, tỷ lệ đó đã thay đổi, ở nông thôn giảm xuống 57%, còn ở thành thị tăng lên 43%. Sự đô thị hóa không đồng đều. Ví dụ như ở Trung Việt Nam, nơi chịu ảnh hưởng nhiều của cách mạng từ thời kháng chiến chống pháp thì vùng này ít bị tác động ở quảng nam trong số dân ước tính là 1 triệu năm mươi người tháng 12 năm 1973 thì có tám phần trăm là số người đô thị hóa ở quảng ngãi trong số 837.803 người thì có tám phần trăm đô thị hóa ở bình định một tỉnh giàu về nông nghiệp ở miền trung thì trong 3 triệu bốn trăm dân có 25,02% đô thị hóa. Tất nhiên cần phải có sự rẻ rặt nào đó khi sử dụng những số liệu trên, bởi từ năm 1972, hiện tương những người di tản do chiến tranh gây ra đã tăng lên một cách mạnh mẽ. Nhưng nó cũng giúp hiểu được rằng tại sao ở miền Trung Trung Bộ, một trong những vùng bình định ác liệt nhất, những hoạt động cách mạng truyền thống, chiến tranh du kích, đấu tranh của quần chúng, vẫn được giữ vững. Ngoài ra, để phá vỡ những kế hoạch của Mỹ, việc sử dụng những đơn vị chủ lực quan trọng ngày càng trở nên cần thiết. Sự tham gia của những đơn vị này vừa phụ thuộc vào trình độ hiện đại hóa mà quân đội chính quy đạt được. Cuộc tiến công chiến lược Tết 1968 có thể coi như một bước ngoặt. Nó đánh dấu sự kết thúc của một thời kỳ, thời kỳ của những cuộc nổi dậy của quần chúng năm 1965. Những cuộc nổi dậy đã hầu như giải phóng toàn bộ miền Nam, và đồng thời nó cũng mở ra một thời kỳ cuối, thời kỳ mà ngay trong cuộc tiến công chiến lược ấy, Quân giải phóng miền Nam đã sử dụng lực lượng cỡ trung đoàn để tiến công các mục tiêu như Sài Gòn, Huế và một số thị xã, thị trấn khác. Lúc ấy người ta đã nghĩ rằng đòn tiến công quân sự này có thể làm giấy lên và hỗ trợ cho một cuộc nổi dậy của quần chúng trên các thành phố lớn và tạo ra một bước ngoặt về chính trị ở miền Nam. Những mục tiêu ấy có thể là quá táo bạo, nhưng dù sao, khi giáng một đòn nặng vào công cuộc bình định của Mỹ, nó đã làm cho người Mỹ phải chấp nhận đàm phán. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 lại đánh dấu một bước tiến mới của quân đội nhân dân trên con đường hiện đại hóa và làm chủ chiến tranh hiện đại khi họ sử dụng từ 3 đến 5 sư đoàn tiến công trên ba mặt trận chính, tạo thành một thế tiến công tổng hợp. Trong cuộc tiến công này, thực chất của nó được đặt chủ yếu về mặt quân sự, nó nhằm tiêu diệt sinh lực địch một cách tối đa, giành lại những đất tạm thời bị mất và đóng lại vững chắc ở đấy. So với thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ thì đến đây có một sự chuyển đổi mới. Từ nay quy vẫn không coi nhẹ những mặt khác, nhưng vai trò quyết định là thuộc về quân đội chính quy. Trong thuật ngữ của quân đội cũng có một sự thay đổi, để chỉ cuộc tiến công 1972, họ dùng chữ tiến công chiến lược chứ không gọi là tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt như trong những cuộc tiến công 1968 và sau này, cuộc tiến công 1975. Cuộc tiến công 1972 trước khi Mỹ phải ký hiệp định đã xóa sổ dưới tuyến 17 phá hủy toàn bộ thế bố trí bên ngoài của quân đội Sài Gòn và thiết lập vùng của chính phủ cách mạng lâm thời. Bằng đánh bại chính sách Việt Nam hóa, nó đã thúc đẩy người Mỹ đến chỗ phải rút lui nhanh. Nhưng nó cũng làm bộc lộ những điểm yếu của quân đội nhân dân, nhất là những mặt còn yếu kém trong việc làm chủ và hiệp đồng các binh chủng, như giữa bộ binh, xe tăng, pháo phòng không và hậu cần với nhau. Sau 1972, những nhà lãnh đạo Việt Nam đã ra sức sửa chữa, khắc phục những mặt yếu này. Ít lâu sau cuộc tiến công, trong một cuộc nói chuyện với cán bộ binh chủng xe tăng thiết giáp, tướng giáp lưu ý rằng giữa quân đội nhân dân và quân ngụy Sài Gòn vẫn luôn luôn có một sự tranh lệch về trang bị kỹ thuật. Và ông nhấn mạnh ta phải đẩy nhanh tiến trình chuyển biến quân đội nhân dân thành một quân đội chính quy hiện đại. Trong 3 năm, quân đội nhân dân đã tiến tới có khả năng phối hợp hành động của năm quân đoàn để tiến công địch trên một mặt trận dài 1.000 km. Năm 1975, nếu vai trò của quân đội chính quy là quyết định thì lần này công tác vận động quân chúng và công tác địch vận lại được nhấn mạnh một số sĩ quan của cơ quan chỉ huy đã giải thích cho tôi về khái niệm nổi dậy mà người ta cần phải hiểu đối với chúng tôi hình thức cao nhất của nổi dậy là khởi nghĩa giành chính quyền nhưng chúng tôi cũng còn coi nổi dậy là tất cả những sự tham gia của nhân dân đối với hoạt động quân sự tiếp tế săn sóc thương bệnh binh tải thương liên lạc dẫn đường vận chuyển chiến lợi phẩm tất cả những cái đó đều nằm trong khái niệm ấy trên thúc tế, trong xuân 1975, những hình thúc nổi dậy đã diễn ra không đồng đều giữa thành phố này với thành phố khác. Nhưng ở Đà Nẵng thì nó thực sự quan trọng, như nhiều người đã được chứng kiến. Một giáo sư dạy toán ở Đà Nẵng kể lại rằng, với một nhóm giáo sư và học sinh, chúng tôi nghĩ cần phải hành động. Một số học sinh, mang theo súng đạn mà quân ngụy vất khắp nơi, đã đến gặp người của giải phóng. Sau ngày giải phóng, chúng tôi đã tập họp số những học sinh sinh viên và với 3.000 người trong số họ Chúng tôi đã thành lập lực lượng thanh niên giải phóng, một thứ dân binh để hợp tác với quân đội và chính quyền quân quản. Ngay trước khi Huế được giải phóng, trong những ngày từ 17 đến 29 tháng 3, Bộ Chính trị Đảng đã có ý định đưa cuộc tiến công về hướng Sài Gòn, nhằm ngay lập tức lợi dụng những kết quả đạt được trong chiến dịch Tây Nguyên và tiến xa hơn nữa so với những mục tiêu ban đầu. Nhưng phải trong những ngày từ 20 đến 30 tháng 3, khi mà quân Ngụy Sài Gòn không phải là chỉ rút quân mà chúng đã thực sự lâm vào một cuộc tháo chạy hoảng loạn thì bộ chính trị mới hạ quyết tâm cuối cùng là tiến hành một cuộc tiến công lớn đánh thẳng vào Sài Gòn. Tuy nhiên, một giải pháp chính trị lúc ấy là vẫn có khả năng, nhưng không phải với những điều kiện như 6 tháng trước đây nữa, một chính phủ với lực lượng thứ ba không phải là cái mốc cuối cùng của những người cách mạng Việt Nam, người ta đâu phải hy sinh chỉ vì cái đóp, những người cách mạng đã tuyên bố mục đích của họ là bằng chiếm lấy chính quyền ở sài gòn hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở việt nam một chính phủ liên hợp ở sài gòn có thể mở ra một giai đoạn quá độ giai đoạn này dài hay ngắn là tùy thuộc vào tương quan lực lượng làm cho cuộc đối đầu giữa cách mạng và phản cách mạng chuyển từ mặt trận quân sự sang mặt trận chính trị nhưng cứ theo đà tiến quân thắng lợi này của quân cách mạng thì giai đoạn quá độ đó sẽ rút ngắn huống chi là bây giờ khi mà từ nay lực lượng thứ ba đã trở thành cơ may cuối cùng của chủ nghĩa đế quốc có thể cho phép nghĩ rằng việc Giscard tên hối thúc các nhà ngoại giao Pháp cố gắng tiến tới dựng được ở Sài Gòn chính quyền Dương Văn Minh là không phải xuất phát từ những lý do nhân đạo, cũng như không phải vì quyền lợi của nước Pháp, mà cái chính là vì muốn cố giữ lại ở Sài Gòn một căn cứ chống lại cách mạng và cứu khỏi thảm họa một mảnh quyền lực. Để làm thất bại mọi mưu toan kiểu ấy, những người cách mạng Việt Nam không những phải đập tan quân đội Sài Gòn, mà phải tiêu diệt nó, tước đi của phe phản cách mạng cái công cụ quân sự của nó, thế mà lúc này quân đội sài gòn đang tan rã từng mảng vậy đối với lực lượng thứ ba liệu họ có phải là đã hết hy vọng để đóng một vai trò nào đó nữa không ở hà nội trong những câu chuyện riêng những người trách nhiệm của việt nam vẫn tiếp tục nghĩ rằng có thể xảy ra những sự kiện khiến thành phần thứ ba sẽ có thể được giao một vai trò quan trọng hơn ví dụ như một cuộc đảo chính tiến bộ ở sài gòn có sự tham gia của giai cấp tư sản dân tộc chẳng hạn lúc ấy chúng tôi sẽ phải tính đến họ bởi họ đã giành được những quyền nhất định nhưng lực lượng thứ ba ấy, nơi mà ngoại trừ một thiểu số tiến bộ còn thì đầy rẫy những phân tử có quyền lợi chống đối nhau kịch liệt, thì chắc chắn họ sẽ tỏ ra bất lực trong việc đảm đương vai trò đó. Ở thủ đô Bắc Việt Nam, sự căng thẳng của những năm 1973 và 1974 đã biến mất, tình hình Nam Việt Nam đã trở thành tâm điểm trong mọi câu chuyện. Ngoài phố, những đám người tụ tập hàng giờ liền trước những tấm pano lớn, trên vẽ một bản đồ chiến sự thể hiện cuộc tiến quân oai hùng và thần tốc của quân giải phóng miền Nam. Những chiến thắng đầu tiên được đón tiếp một cách không chút hoài nghi và niềm tin này đã nhanh chóng biến thành một sự hân hoan lớn lên từng giờ từng phút. Ngày 6 tháng 4 là ngày tháng tuyển cử của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đó là một ngày hội thực sự, một cuộc bầu cử mà nhân dân có dịp bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối của họ đối với các nhà lãnh đạo Đảng và nhà nước, đặc biệt là với Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Mỗi khi các ông xuất hiện ở đâu thì lập tức ở đấy vang lên một cách say sưa những lời hoan hô vang dội. Người ta có cảm tưởng chưa bao giờ như lúc này, sự gắn bó giữa lãnh đạo với nhân dân lại cao đến thế. Những chiến thắng liên tiếp ở miền Nam đã đền đáp xứng đáng cho những hy sinh mà nhân dân cả nước phải chịu đựng. Nhiều cảnh cảm động đã diễn ra trong những cuộc gặp gỡ thân mật riêng tư, ngay cả những cán bộ già dặn, giàu kinh nghiệm, thần kinh vững như thép cũng không nén nổi xúc động và họ đã buông mình cho sự phấn khởi cuồng nhiệt của tuổi thanh niên đặc biệt là ở các cán bộ miền Nam, những người do chấp hành hiệp định Geneva năm 1954 phải rời gia đình, quê hương đã tạm thời tập kết ra Bắc. Theo đúng quy định của hiệp định thì họ chỉ tập kết tạm thời trong 2 năm, thế mà đến lúc này họ đã ở ngoài Bắc được 20 năm. Giờ đây đối với họ, giấc mơ mà họ đã dần quen chỉ dành một góc nhỏ trong tâm trí giữa sự chịu đựng và niềm hy vọng của họ nay đã trở thành hiện thực. Nhiều người từ 30 năm nay đã không nhận được một chút tin tức nào của gia đình vợ con. Từ đầu năm 1975, việc lấy quân đã vượt qua tất cả những gì đã làm từ trước đến đấy. 400.000 thanh niên rời công trường, nhà máy, hợp tác xã, nhà trường đã lên đường ra mặt trận. Cuối tháng 3, đầu tháng 4, tốc độ lấy quân tăng lên dồn dập. Tất cả các phương tiện vận tải của các công trường, nhà máy, bến cảng, ngay cả đến những xe chở khách cũng được trưng dụng để chở quân. Do vậy việc sản xuất của tất cả các ngành kinh tế đều giảm mạnh trong tháng 4, tháng 5. Nhưng trong khi các chuyên gia Mỹ của Lầu Năm Góc tính toán rằng Sài Gòn sẽ có khoảng 2, 3 tháng để chỉnh đốn lại lực lượng thì về phía quân đội nhân dân, họ chỉ mất có khoảng hai chục ngày để chuẩn bị hậu cần cho cuộc tiến công lớn vào Sài Gòn, chiến dịch Hồ Chí Minh. Bởi nếu muộn thì từ giữa tháng 5, mùa mưa tới, đường xá sẽ trở thành những đoạn bùn lầy. Vậy cần phải kết thúc sớm, quân ngụy Sài Gòn cố gắng xây dựng một tuyến phòng thủ ở Phan Giang, tỉnh lỵ của tỉnh Duyên Hải, Ninh Thuận, nằm cách Sài Gòn 260 cây số về phía đông bắc. Chấn giữ ở đấy là một lù đoàn dù, một số đơn vị quân biệt động và được sự yểm trợ của một lực lượng không quân mạnh. Cũng trong thời gian này, họ ra sức tăng cường phòng thủ Sài Gòn, chốt giữ các ngã đường tiến quân của đối phương. Lực lượng của quân ngụy lúc bấy giờ có khoảng 200.000 người, mấy trăm máy bay và trực thăng, cùng 1.000 xe tăng thiết giáp trên hướng đông, sư đoàn 18 có nhiệm vụ giữ chốt Xuân Lộc, nằm cách Sài Gòn 60 km, trên quốc lộ một dẫn đến ven biển và đường 15. Hướng bắc, sư đoàn 5 đóng ở Thủ Dầu 1, cùng với lữ 322 thiết giáp. Hướng tây bắc, sư đoàn 25, chỉ huy sở ở Gò Dầu Hạ, trên con đường từ Sài Gòn đi Tây Ninh. Hướng tây nam. Trên quốc lộ 4 đi về phía đồng bằng Cửu Long có bộ phận còn lại của sư đoàn 22 được lập lại sau thất bại trên cao nguyên được bổ sung số quân mới tuyển mộ thêm. Trong vùng đồng bằng Cửu Long, quân Ngụy Sài Gòn có ba sư đoàn đóng ở Mỹ Tho, Vĩnh Long và Bạc Liêu. Nằm ở trung tâm toàn bộ đội hình trên là Tân Sơn nhất, căn cứ không quân lớn của quân đội Sài Gòn với lực lượng là sư đoàn 5 không quân. Trong khi đó về phía cách mạng, họ có tới 5 quân đoàn, tức 20 sư đoàn, chiếm gần toàn bộ khối chủ lực tác chiến của quân đội nhân dân, đang ngày đêm cấp tốc tiến về Sài Gòn vùa đi vừa tác chiến dọc đường. Họ tiến bằng tất cả các ngã đường, đường số 1 từ hướng ven biển tới, đường số 14 từ cao nguyên đổ về, đường số 13 từ miền đất thánh dựa lưng vào biên giới Campuchia kéo xuống, đường số 4 từ đồng bằng kéo lên. Trong khi theo đường mòn Hồ Chí Minh, một số sư đoàn tinh khôi, nguyên vẹn vẫn đang từ miền Bắc tiến vào. Cùng lúc này ở Hà Nội, người ta chăm chú theo dõi những phản ứng của Washington. Chúng tôi phải thận trọng, Khéo léo với người Mỹ như chúng tôi vẫn thường làm, ở thủ đô Bắc Việt Nam, người ta nói thế. Và Washington phản ứng thế nào? Washington đã thú nhận sự bất lực của họ. Điều này đã được diễn đạt rõ ràng khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ, Nelson Rockefeller trong trả lời một cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng 4 về tình hình Nam Việt Nam, ông đã tuyên bố: "Đã thực sự quá muộn để làm bất cứ một điều gì." Và khi nói về số phận những người di tản rút chạy trong cơn hoảng loạn, ông đã nói thêm không chút ngượng mồm: nhiều người trong số họ sẽ chết, nhưng chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục sống. Ngày 10 tháng 4, tổng thống Ford đọc một bài diễn văn mà trong khi tái khẳng định Mỹ vẫn ủng hộ Thiệu, bài diễn văn đó lại giống như một biên bản ghi nhận sự thất bại về chính sách của Mỹ ở Nam Việt Nam. Người Mỹ trao lại ông Thiệu vào bàn tay của Chúa lòng lành đó là lời bình luận của một người có trách nhiệm ở Bắc Việt Nam. Chúng ta hãy thử hình dung về ban lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong những ngày bấy giờ. Một trận đánh quyết định đã được báo hiệu một trận đánh mà cái đích của những năm tháng gay go gian khổ đã đưa họ từ những nhà tù của thực dân Pháp lên tới vị trí đứng đầu của một nhà nước được thiết lập trên một nửa tổ quốc. Trong khi đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di trúc mà toàn đảng, toàn dân coi như một lời cam kết là phải tiếp tục cuộc chiến đấu. Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Ngày 21 tháng 4, vài giờ trước khi thiệu bị đổ, đúng là ban chấp hành trung ương và bộ chính trị có một cuộc họp. Nhưng để làm gì? Để dự một cuộc hội thảo về những thành tiệu và những tiến bộ đạt được trong lĩnh vực vật lý hiện đại. Ban chấp hành trung ương đảng đã thực hiện như vậy đấy một trong những quyết nghị của hội nghị toàn thể lần. Thứ 23 nói về sự cần thiết phải nâng cao trình độ hiểu biết chung về khoa học cho tất cả các cán bộ lãnh đạo đảng và nhà nước. Ngày 9 tháng 4, nhiều trận đánh ác liệt diễn ra ở hai chốt Phan Giang và Xuân Lộc. Ngày 16 tháng 4, Phan Giang bị mất. Hai tướng Sài Gòn, Nguyễn Vĩnh Nghi, Tư lệnh quân đoàn 3 Sài Gòn và Phạm Ngọc Sang, chỉ huy sư đoàn 60 quân Ngụy bị bắt. Trận Xuân Lộc kéo dài từ ngày 9 đến 21 tháng 4 và diễn ra hết sức ác liệt để bảo vệ cho cuộc rút lui, quân Ngụy Sài Gòn đã dùng đến bom CBU-55, một loại bom nổi tiếng có tác dụng làm ngạt người ngay tức khắc trong phạm vi bán kính 200m, dưới hướng Tây Nam. Sài Gòn đã bị cắt đứt với đồng bằng Cửu Long. Ngày 17 tháng 4, ở Campuchia, lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng tiến vào Phnom Penh. Các quan chức của chính quyền lon non, nhưng ai không kịp chạy trốn đã đầu hàng. Ngày 21, thiệu từ chức và giao quyền cho Phó Tổng thống, ông già Trần Văn Hương, người đã bị những sự kiện vượt qua. Chiến tranh đã kết thúc, ở Hà Nội người ta nói với tôi như vậy, người Mỹ đã theo những điều kiện của chúng tôi vấn đề bây giờ là phải tìm ra những thể thức để kết thúc nó chúng tôi cần phải khôn khéo phải giải phóng sài gòn với ít tổn thất nhất và tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho ngày mai nhưng quyền chủ động tình hình đã hoàn toàn thuộc về chúng tôi hoặc là họ thành lập một chính phủ theo những điều kiện của chúng tôi và đó sẽ là một sự đầu hàng trong danh dự hoặc là trên chiến trường bỗng bao trùm một sự yên tĩnh lạ lùng ở sài gòn những cái bóng của các vị bộ trưởng của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đang múa may trên một sân khấu từ nay trở nên vô nghĩa. Sự yên tĩnh đó tương ứng với một cuộc bài binh bố trận của các binh đoàn tác chiến của quân đội cách mạng Việt Nam. Trên các căn cứ xuất phát, bộ đội đứng nghe các chính trị viên giải thích cho họ về tầm quan trọng của trận quyết chiến và ban ra những quân lệnh, không được có bất kỳ hành động cưỡng bức nào đối với dân chúng, không được ngược đãi dân chúng. Hãy tỏ ra có kỷ luật, có đạo đức và tận tụy, xứng đáng là những chiến sĩ của một quân đội cách mạng ngày 27, Dương Văn Minh được Quốc hội Sài Gòn, một quốc hội còn chưa được bằng một hội đồng thành phố trao toàn quyền hành động, nhưng đã quá muộn. Ngày 26, chính phủ cách mạng lâm thời đưa ra một lời kêu gọi chính thức, có giá trị thực sự như một tối hậu thư, lời kêu gọi đòi rút ngay mọi sự can thiệp quân sự của Mỹ và lập nên một chính phủ có thái độ thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Paris, theo đúng như quy định đã được tóm tắt trong chương 1. Lời kêu gọi kết luận, đồng bào và chiến sĩ thân mến, chúng ta đang đứng trước những giờ phút quan trọng nhất, vĩ đại nhất trong công cuộc giải phóng hoàn toàn miền Nam của đất nước chúng ta. Chính phủ cách mạng lâm thời của Cộng hòa miền Nam Việt Nam kêu gọi các tầng lớp nhân dân Sài Gòn, chợ lớn, gia đình và các địa phương khác còn nằm dưới quyền kiểm soát của chính quyền Sài Gòn hãy nổi dậy, tự tay nắm lấy vận mệnh mình, chiến đấu dưới mọi hình thức, sát cánh cùng quân giải phóng để đập tan bộ máy chiến tranh, công cụ đàn áp và cưỡng bức chính quyền ngụy Sài Gòn để thực hiện quyền tự quyết thiêng liêng của dân tộc. Quyết tâm tiến công là không thể đảo ngược được. Ngày 26 tháng 4, qua Đài Vô Tu Vừng, một bức điện mật mã được gửi tới hai phái đoàn của Chính phủ Cách mạng Lâm Thời và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đóng tại trại David, bị cách ly trong căn cứ Tân Sơn nhất và có lính Sài Gòn canh giữ cẩn mật. Cần bao nhiêu thời gian để các anh chuẩn bị phòng thủ? Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh hỏi họ. Cứ tiến công đi, đừng lo cho chúng tôi chúng tôi sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng hoàn toàn tổ quốc, 200 thành viên của hai phái đã nhất trí trả lời như vậy và trong 36 giờ sau đó họ đã bí mật đảo công sự để chiến đấu. Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu vào lúc 17 giờ ngày 26 tháng 4. Từ nhiều ngày trước, một số đơn vị đặc công đã luồn vào ém quân sẵn ở những mục tiêu hiểm yếu nằm sâu trong lòng địch, đặc biệt là các cây cầu. Ngày 24 họ nhận được lệnh đánh chiếm những cây cầu bắc trên những con sông chảy cắt ngang các đường tiến quân về Sài Gòn và đánh xong phải bám trụ lại ở đấy. Thực hiện nhiệm vụ trên, một đại đội đặc công đánh trên đường 13 bị địch phản kích đã gần như bị hy sinh tới người cuối cùng. Nhưng đơn vị vẫn giữ vững cầu bảo đảm cho xe tăng quân giải phóng vượt qua. Nhưng nói chung, việc giải phóng Sài Gòn đã tiết kiệm được sinh mạng con người tới mức tổn thất ít nhất. Cuộc tiến công của quân giải phóng vào Sài Gòn được tiến hành trên 5 hướng. Hướng Bắc, một quân đoàn tiêu diệt các vị trí phòng ngự của quân Ngụy Sài Gòn ở Phú Lợi và tấn công thủ dầu một rồi tiến theo đường 13. Hướng Đông, một quân đoàn khác đánh chiếm tổng kho Long Bình và loại khỏi vòng chiến đấu một đơn vị thiết giáp, sau đó tiến về Thủ Đức, chiếm trung tâm huấn luyện Thủ Đức sau một trận kịch chiến rồi tiếp tục tiến về Sài Gòn. Một bộ phận của quân đoàn cơ động về phía Vũng Tàu, cắt đứt đường rút lui ra hướng biển của quân Ngụy. Hướng Đông Bắc, quân đoàn thứ ba tấn công căn cứ lớn Biên Hòa rồi tiến thẳng theo xa lộ Sài Gòn, nơi các cầu đã được đặc công chiếm giữ trước. Hướng Tây Bắc, quân đoàn thứ tư chiếm Củ Chi, đánh tan sư đoàn 25 ngụy rồi vượt qua cầu Bông, cầu Sáng để tiến công vào căn cứ Tân Sơn nhất. Hướng Tây và Tây Nam, binh đoàn thứ năm chiếm Long An, Đức Hòa, Phúc Lâm và thâm nhập vào Sài Gòn. Một cánh của binh đoàn này chiếm Tân An, Bến Lức và đến lượt nó cũng thọc về Sài Gòn. Trong thời gian trên, ngày 28 tháng 4, Hoa Kỳ cho tiến hành di tản số nhân viên của họ, những cố vấn đủ loại, hãy còn mắc kẹt trong thành phố và cùng với họ là đám tay chân. Chiến dịch được mệnh danh là Ta Lần Vi đã huy động cả một hạm đội thực sự về không quân và hải quân ở ngoài khơi Việt Nam và trên bầu trời Sài Gòn. Mặc dù số máy bay Mỹ đều nằm trong tầm bắn của quân giải phóng, nhưng máy bay trực thăng của họ đã không gặp một cản trở nào khi hạ cánh xuống nóc nhà để làm nhiệm vụ đưa người di tản bám vào đuôi áo ông chủ để lần lượt tẩu thoát có các vị tai to mặt lớn như cựu thủ tướng bù nhìn Nguyễn Bá Cần, tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên, rồi các tướng Nguyễn Cao Kỳ, cựu thủ tướng, người tôn Hitler làm thầy và luôn luôn ra vẻ yên hùng ngổ ngáo, Nguyễn Văn Minh, chỉ huy biệt khu thủ đô, Lê Nguyên Khang, phó tổng tham mưu trưởng quân đội Sài Gòn. Đối với họ, vở hài kịch đã kết thúc. Còn Thiệu, ông ta đã chạy sang Đài Loan từ ngày 26 cố mang theo số vàng trong kho của ngân khố nhà nước. Trong khi mấy ông trùm chính của các băng đảng Sài Gòn, trong 20 năm nay được Mỹ giới thiệu như những người hùng của thế giới tự do đang biến mất trên sân khấu thì ngoài đường phố, binh lính của họ nháo nhào vứt bỏ quân phục, súng ống để lần trốn vào đám đông. Thế là hết. Cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa đã không còn tồn tại nữa. Nó đã tự tan biến. 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 tất cả các cánh quân của quân đội nhân dân đã tiến vào hợp điểm tại Sài Gòn giải phóng. Ngày 1 và 2 tháng 5, các sư đoàn của quân đội Sài Gòn ở đồng bằng Cửu Long đã hạ vũ khí đầu hàng. Ngày 2 tháng 5, đến lượt côn đảo, nhà tù khét tiếng tàn bạo với những chuồng cọp cũng được giải phóng. Còn ngoài quân đảo Trường Sa thì trên một số đảo, lá cờ của quân giải phóng đã phấp phới bay từ nửa cuối tháng 3 từ ngày bắt đầu cuộc tiến công vào Buôn Ma Thuột cho đến ngày chiếc xe tăng đầu tiên của trung đội Bùi Đức Mai hút đổ cánh cổng sắt của dinh độc lập thì 50 ngày đã trôi qua. Và thời gian đã qua lâu kể từ ngày 22 tháng 12 năm 1944, khi mà một con người mảnh rẻ, chiếc mũ phớt đội đầu, khẩu súng ngắn dắt ở dây lưng, đứng nói chuyện với một phân đội nhỏ 34 người trong đó có 3 người là nữ chỉ được trang bị sơ sài vài khẩu súng trường và giáo mát, trong một khu rừng sâu tại vùng núi Cao Bằng. Quân đội nhân dân Việt Nam đã ra đời như thế đấy. Lúc đó nó mới chỉ là đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân và người đứng nói chuyện hãy còn chưa đi vào lịch sử với cái tên ngắn gọn, giáp mà đối với cái phân đội nhỏ bé 34 người cả nam lẫn nữ ba ấy, anh được gọi thân mật là đồng chí Văn. Người ta khó hình dung ra đại tướng Võ Nguyên Giáp bây giờ, nhà lý luận về chiến tranh cách mạng Việt Nam, với đồng chí Văn cùng với muôn vàn những bận rộn mà anh phải quan tâm hồi đó. Đã có lúc anh phải giải thích cho ba cô gái trong phân đội những cô gái dân tộc miền núi rằng bệnh tật không phải do ma quỷ làm đó là một hiện tượng sinh lý mà người ta rất có thể chữa khỏi bằng những cây thuốc và người dạy cho các cô tiếng kinh cũng chính là anh vào hồi ấy các phân đội nhỏ bé đó có thể chẳng đáng kể gì đối với các đối thủ mà nhân dân việt nam sau này phải đương đầu thế nhưng cũng cần phải có một sự hiểu biết và nắm vững hiếm tháp về sự phát triển của lịch sử ở một con người mà tên tuổi gắn với sự kiện sau khi rời nước ra đi đã trở thành một đại biểu dự đại hội Tours năm 1920 thành lập Đảng Cộng sản Pháp, ở một con người được cử làm phái viên Đông phương bộ của Quốc tế Cộng sản, lãnh tụ của chiến khu Việt Bắc và một năm sau, năm 1945, đã trở thành chủ tịch của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đó là Hồ Chí Minh. Với những kẻ tầm thường nào đó, những kẻ đã chế giễu những nỗ lực về tổ chức đấu tranh vũ trang của Đảng Cộng sản Việt Nam lúc ấy còn quá mỏng manh, nhỏ bé, bác Hồ trong Đại hội 2 của Đảng năm 1951 đã tung ra lời thách thức. Ngày nay châu chấu đá voi, nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi.